Tập đoàn Giáo dục Nguyễn Hoàng hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Chúng ta là Bùi Thiên Kỳ. Mẹ của con là Rio. Con học lớp 1.3. Ở đến đây mục đích là con phải bày tỏ tình cảm cho chị con. Con cảm ơn. Con xin hứa. Và bây giờ xin mời bạn học sinh tiếp theo tên Thiên Kỳ. Con đã sẵn sàng. Trời ơi, nhỏ xíu à, con học lớp mấy rồi? Dạ, con học lớp 1. Nhưng con xin chào chú, con xin chào cô. Chào Thiên Kỳ, ngày hôm nay con đến đây con muốn nói lên điều gì nè? Con sẽ bày tỏ tình cảm cho dì con. Hả, rồi dì con đâu? Dạ, dì con ở đằng sau. Ồ, chào dì, wow. Hello hai em chú. Trời ơi, đẹp quá. Này, cái này phải gì con? Ô thấy gì mà ô mặc kỳ vậy ta? Mỗi lần ô thấy gì là khác lắm. Giờ mình thể hiện lại coi thấy gì mỗi lần gì về coi. 2, 3. Yeah. Trời ơi, ngày hôm nay không ngờ là chị Lan Ngọc lại đến với chương trình Thiếu Niên Nói. Ngày hôm nay thì chị cũng rất là vui được gặp mặt hai em nè. Rồi Thiên Kỳ, ở nhà thì Thang thường gọi là Rio, cũng được xuất hiện. Từ trước đến giờ thì ô rất là mơ ước được có mặt ở rất là nhiều chương trình. Nhưng mà dì nói là tại vì ô không có biết nói, rồi ô không có mạnh dạn. Dì sợ lắm, lên đó rồi ô đứng đơ rồi làm sao. Nhưng mà ngày hôm nay thấy ô ở đây, tự nhiên cảm thấy tự hào quá. Rồi bây giờ em muốn nói gì với dì Lan Ngọc nè. Không, nhưng mà khoan. Xin lỗi chị Ngọc nha, tại vì vị trí của chị là phải đứng ở dưới á. Theo cái phỏng vấn của chương trình đó là trên đây bục dũng khí này chỉ dành cho Thiên Kỳ thôi. Vậy gì đi nha, ô nha, hùng cái coi. Cố gắng lên nha. Rồi, bữa nay Thiên Kỳ muốn nói gì với lại dì Ngọc nè? Tại sao dì Ngọc nổi tiếng quá vậy? Nhưng mà dì nổi tiếng ô có thích không? À, thích. Tại sao ô thích? Tại vì được nhiều fan. Nhiều fan. Với lại khi mà ô thấy dì mỗi lần mà dì làm đẹp, dì được mọi người chụp hình á, thì ô có cảm thấy ganh tị không? Dạ không. Không hả? Chia sẻ một cái điều này, mỗi lần mà thấy dì ở nhà dì mặc đồ bộ không có trang điểm á là lơ dì luôn. Kêu lại, ô lại đây chơi gì? Thôi con mệt lắm, con bận lắm, con không có chơi. Nhưng mà đến hồi mà xuất hiện ở event á, dì lộng lẫy lên, đẹp đẽ lên, mặt đầm dai rồi gì là ô lúc nào cũng lại nắm tay dì hết để được xuất hiện kế bên. Ở đây là dì cũng trả lời với ô là tại sao dì nổi tiếng. Là bởi vì dì gặp rất là nhiều may mắn. Cái thứ hai nữa đó là dì tham gia những cái phim đạt được những cái hiệu ứng rất là tốt. Sau đó hả, dì được rất là nhiều người yêu thương. Ngày hôm nay khi mà được xuất hiện ở đây cùng với Rio thì dì cũng muốn là giúp cho Rio mạnh mẽ hơn khi mà xuất hiện ở tại chương trình Thiếu Niên Nói. Nên ngày hôm nay Rio cố gắng lên nha. Bây giờ thoải mái lên nói chuyện với dì bình thường coi. Dì Ngọc ơi, dì Ngọc đi làm có mệt không? Dì mệt lắm. Dì cực khổ lắm. Dì đen rồi nè, thấy không? Hôm nay dì sạm nám nè, dì xấu nè. Ô có thương dì không? Dạ có. Không, lỡ mà dì có ế, không có ai chịu hết, không có ai nuôi dì, rồi dì không làm kiếm tiền được, ô có nuôi dì không? Dạ có. Có nhanh quá vậy. Rồi giờ thí dụ lớn lên à, Thiên Kỳ muốn làm gì? Dạ YouTuber. Ồ, YouTuber. Tại vì con thích chơi game. Ví dụ như hôm nay ô có một bộ đồ chơi mới thì ô sẽ giới thiệu với mọi người làm sao? Bữa dì tặng cho ô bộ đồ chơi làm bếp đó, bây giờ ô giới thiệu thử coi. 2, 3. Xin chào mấy bạn đã đến với kênh của Rio Channel. Nếu mình chỉ đã được dì Ngọc tặng cho mình một bộ đồ chơi làm bếp. Nó rất là đẹp. Nó màu gì? Không quên à. Em giả bộ thôi, giờ ô thích màu gì nhất thì ô nói bộ đồ chơi đó màu gì. Dì Ngọc tặng cho mình bộ đồ chơi nấu ăn màu xanh dương. Màu xanh dương hả? Mọi lần ô nói thích màu khác mà. Không thích màu xanh dương mà. Bây giờ mình kêu gọi sao nó vui vui để cho mọi người còn coi kênh của mình nè. Chú cầm giùm con cái phần quà này nha. Đà. Bình thường dễ thương coi. 2, 3. Sao?
Hôm nay là Rio cũng hơi bị rung á. Đúng rồi, đứng trên bục. Đầu tiên đứng ở trên bục rồi xong rồi đứng cùng với lại hai anh chị nữa nên Rio còn ngại. Chứ ở nhà là nhiều lúc là hỏi như thế nào là tự quăng miếng lại cho gì luôn. Quăng miếng dữ dội lắm. Trời ơi. Mà bây giờ cứ coi chú Ali như là chú trong nhà vậy đó, rồi cô Phương Mỹ Chi như là cô đi. Nói đừng có cô. À chị đi, chị Phương Mỹ Chi đi. Rio, bây giờ dì hỏi nè. Rio ơi, nhà mình ai là người tốn tiền nhiều nhất? Dì Ngọc. Trời. Tại sao lại là dì Ngọc? Biết chứ, tại vì dì Ngọc thường hay bao con đi ăn nè. Nhưng mà cái người nào mà ăn nhiều đó, uống nhiều đó, ai đó? Dạ mẹ. Chứ tại vì chứ mẹ hay thường ngày là uống trà tưa. Trà tưa. Này là quăng miếng nè. Uống trà tưa rồi còn gì nữa. Quăng miếng đi chưa? Ăn bán cắm trộn. Trời ơi, hai cái món mà thiệt sự là tốn tiền cũng nhiều đó. Nhiều lắm, một ngày là lúc nào cũng thấy hả shipper là người ta phải giao tới, giao liên tục luôn. Hỏi uống giao cho ai vậy? Giao cho mẹ đó, mẹ uống trà sữa, rồi mẹ ăn bánh tráng, rồi mẹ ăn bánh cuốn, ăn đủ thứ trên đời hết. Video là thấy chứng kiến hết. Con thấy ngán thiệt luôn. Rồi bây giờ cái món quà đó là dạ, cái gì đây vậy? Cái gì có thể bật mí được không? Dạ, một bức tranh. Một bức tranh. Rio tặng cho ai nè? Dạ, tặng cho dì. Nhưng mà tranh này là mua hay là Rio vẽ? Con vẽ. Ôi, vẽ tự vẽ nha. Rio là cực kỳ thích vẽ, là thích từ nhỏ luôn chứ không phải là tới bây giờ mình mới bắt đầu phát hiện. Từ nhỏ luôn là ô đã tự sáng tạo á, tự suy nghĩ. Ví dụ như thích vẽ con cá nhưng mà không biết là sẽ vẽ như thế nào thì tự hình dung trong đầu vẽ ra giống ung dung lắm, nhưng mà không sao. Vẫn nói đó là con cá rất là đáng yêu luôn. Và đặc biệt hơn là mỗi một năm á, mà sinh nhật của dì là ô hay thường nói là bởi vì ô không có tiền nên ô sẽ vẽ ra những cái điều mà con nghĩ về dì đó. Thì ngày hôm nay thì chị cũng đoán được là ở trong đó là sẽ là một bức tranh, nhưng mà không biết là hôm nay ô sẽ vẽ cái bức tranh gì cho dì. Thiên Kỳ á là đẹp trai sáng sủa nè, dễ thương. Nhưng mà có cái là biết ở nhà làm sao nhưng mà lên trên này là hơi nhút nhát nha. Cho nên là thôi mình... bây giờ cô chú cho ô hát một bài đi. Chứ con có biết hát bài nào đâu. Trời ơi, ô hát nhiều bài lấy mồ mà. Let it go đi. Bài đó chán lắm. Chán lắm hả? Vậy giờ hát bài nào ô thích? Rồi đây, chú cầm cho ngang. Cả nhà nhảy cùng Rio luôn nha. 2, 3. Trứng rán cần mở, bóc cần bơ. Trứng rán cần mở, bóc cần bơ. Chim không cần bơ, cần cỡ cơ. Còn anh thì đang chọn im. Thôi, một hồi xuống bố mình quay TikTok được không? Yeah. Rio có hay coi TikTok không? Dạ có. Có hay coi chị Chi không? Rio thích dì Ngọc ở điểm nào nhất? Dì Ngọc hiền. Dì Ngọc đẹp. Đẹp á? Dì đẹp nhất không? Tại sao ô chọn dì lên đây để nói chuyện với ô? Tại con thương dì Ngọc. Tại con thương dì Ngọc thôi, ngại quá. Dì Ngọc khi nào lấy chồng? Bây giờ dì hỏi lại ô nè, nếu mà dì không lấy chồng thì ô có nuôi dì không? Có. Lỡ khi mai mốt quá vợ của ô không cho nuôi gì thì sao? Ô lúc đó ô nói với vợ rồi sao? Không biết. Chán quá. Nãy giờ mình nói nhiều rồi, bây giờ mình xuống mình hành động coi mình yêu thương dì Ngọc cỡ nào nha. Ôi trời 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 trời. Ôi. Rồi giờ sao? Muốn nói gì với tôi? Tặng bức tranh cho dì Ngọc. Tặng bức tranh cho dì luôn hả? Ở trong này có gì? Bây giờ mình sẽ xé quà nha. Trời ơi, có khung luôn, đàng hoàng luôn. Này ai làm cho con? Này ba làm. Ba làm hả? Ten 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 ten. Đây là bức tranh của Rio ạ. Ôi, ô vẽ gì đây ô? Dì Ngọc là công chúa. Dì Ngọc là công chúa là dì Ngọc đấy hả? Hay là dì ở đâu? Đây. À đây, rồi ở đây là có gì đây, con gì đây? Con ngựa. Con này? Con ngựa. Có cánh hết luôn hả? Dạ. Rồi xong rồi. Rồi chàng hoàng tử ở đâu ô? Cái này là người chứ người cỡ ngựa. Chứ không có hoàng tử. Ở trên này là ghi là con yêu dì Ngọc nhiều lắm. Rồi I love you nữa. Nay biết ghi chữ I love you đàng hoàng. Giới thiệu
với mọi người, đây là bé Vani. Thì bé này là em trai của Rio. Ê lộn, em gái. Em gái. Em gái của Rio, mà tại vì lúc nào cũng hát giọng nam hết. Anh Rio thì hát giọng nữ nên thành ra là đôi khi lộn. Vani, Vani có muốn nói gì không? Ngày hôm nay thấy anh Nô xuất hiện ở đây, Vani có muốn nói gì không? Em rất là vui được đến đây để mà xem anh hai hát và hát cùng em. Không đánh em nữa nha anh ha. Vậy? Không đánh hai, em nữa. Hai đừng đánh em nữa. Ừ, hai đừng đánh em nữa. Không, em giận á. Thì em phải đừng có chào anh nữa. Dạ, kính thưa anh chị em, mình có thể cắt cái đoạn này dừng cho gia đình. Được vậy nha. Gia đình không thể bạo lực như vậy. Cảm ơn Thiên Kỳ nha, đã đem dì Ngọc đến với chương trình Thiếu Niên Nói. À, rồi bây giờ cuối cùng rồi kìa. Rio có muốn nói thêm một lời nào nữa không? Con ba là Rio. Tên thật của con là Bùi Thiên Kỳ. Con muốn nói gì với ba mẹ, với bà ngoại không? Với ông bà ngoại không? Thật ra mà nói thì từ nãy đến giờ thì giỡn nhiều hơn là chia sẻ tình cảm thật. Rio là đứa cháu đầu tiên của Ngọc. Thì Ngọc dành hết, phải nói là tất cả tình cảm luôn dành cho Rio. Và nhìn thấy cháu của mình lớn lên trưởng thành đến ngày hôm nay thì tự nhiên là mình cảm thấy mình bất ngờ lắm. Hồi nãy đến giờ Rio cũng chia sẻ rất là nhiều là Rio rất là thích làm YouTuber nè. Hoặc là rất là thích được chia sẻ cái cảm nghĩ của mình, hoặc là thể hiện những cái điều mình suy nghĩ. Bằng chứng là Rio rất là thích vẽ. Và cái thứ hai nữa là khi mà Rio trưởng thành thì được vào những cái ngôi trường rất là tốt. Nhưng mà chỉ có điều là hôm nay hơi rung quá. Rio với lại Vani là một cái tinh thần của Ngọc. Mỗi lần mà Ngọc buồn và nó giống như là một cái nguồn động lực rất là lớn cho cái cuộc sống của mình. Nên dì có làm cái gì bao nhiêu hết là dì dành cho Rio với Vani hết. Trời ơi, cốc cốc hả? Bởi vì Rio là một người rất là tình cảm. Nên thứ nhất là khi mà mỗi lần nói đến cái tình cảm của ai hoặc là giống như thời gian mà Rio nghĩ cũng vậy, rất là nhớ thầy cô với bạn bè. Mặc dù là ảnh hơi ít nói một chút xíu thôi nhưng mà cái tình cảm của ảnh thì rất là nhiều. Cảm ơn mọi người đã cho mấy dì cháu một cơ hội được đứng ở đây cùng thể hiện. Cảm ơn Rio rất là nhiều đã đến với chương trình Thiếu Niên Nói nha. Thôi không khóc nè, không khóc nè. Cảm ơn chị Lan Ngọc rất là nhiều đã đến với chương trình. Cảm ơn Thiên Kỳ, cảm ơn Vani nha. Bye bye. Bye bye.